cho 11 g metin propionat tác dụng với cao H. Sau phản thì thu được dung dịch y. Cô càng dung dịch y chúng ta thu được m gam chất rắn Khan Điều cầu chúng ta là tính giá trị của m. Chúng ta có propionat là CH3 CH2 COO metin CH3. Chúng ta lấy 11 chia m lớn của cái này là 88 thì số mol ở đây nó là bằng 0,125 mol. Mol KOH đây là 0,15 mol. Được chưa? Như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ có như sau: CH3 CH2 COO CH3. Em đi tác dụng với KOH để tạo thành CH3 CH2 COO K cộng cho CH3 OH số mol của ET chúng ta là 0,125 số mol cao hát phần đây là 0,125 mà tổng số mol ban đầu nó là 0,15 điều chứng tỏ là sau so phượng nó dư ở đây phượng là 0,125 và cao hát chúng ta dư ở đây chúng ta lấy 0,15 trừ đi 0,0 trừ đi 0,125 thì cao hát dư đây là 0,025 Tiêu cầu chúng ta là tính khối lượng rắn Rắn là hai thằng này đây Chúng ta bấm mới tính à, Chúng ta có CH3 CH2 15 Cộng 14 COO 44 Kali 39 Nhân bằng cho mon của hắn là 0,125 Cộng cho cao H là 56 Nhân cho mon ở đây là 0,025 Cái đây mình tính được bằng 15,4 gram Chúng ta coi thử 15,4 gram này 15,4 gram này Có đúng bây giờ là cơ quan này Ở đây mình lưu ý cho thầy là Nếu điều cầu chúng ta là tính m gram rắn này Thì rắn chúng ta chỉ có thể có là gồm muối và ba giờ dư Còn nếu cái tay dư thì nó sẽ ba là bài hơi được chưa? khi cô cạn thấy tay bị bay hơi rượu bay hơi chứ đó khối lượng rắn bây giờ chỉ có thể là chỉ có thể là muối và cao hát dư thế thôi